siêu quần thể du lịch nghỉ dưỡng, mua sắm và giải trí Phú Quốc United Center tại phía bắc đảo Ngọc của tập đoàn Vingroup là thiên đường du lịch đẳng cấp quốc tế với bộ tứ quyền lực, được kỳ vọng trở thành đòn bẩy đưa du lịch Việt Nam tiến đến nền công nghiệp giải trí phát triển, trở thành điểm đến quốc tế mới hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam hàng đầu châu Á VinWonders nổi bật với hơn 100 trò chơi đẳng cấp thế giới hấp dẫn nhiều lứa tuổi. Xung quanh là các căn shop thương mại sầm uất, nơi kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, quầy lưu niệm với thiết kế châu Âu trung cổ độc lạ. Lần đầu tiên có mặt tại Phú Quốc, chắc chắn sẽ là điểm check-in và mua sắm hàng đầu của du khách. Không chỉ vậy, vườn thú mở bán hoang dã Vinpearl Safari đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cùng với Corona Resort and Casino Phú Quốc là những điểm đến mới lạ, mang lại trải nghiệm độc đáo dành cho du khách khi đến với Bắc Đảo Ngọc. Và mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng, thành phố không ngủ Grand World là nơi sở hữu nền kinh tế đêm chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Nơi đây có những dãy phố thương mại sáng đèn suốt 24/7, hội tụ đa dạng các nền văn hóa, công trình biểu tượng nổi tiếng. Có thể kể đến bộ ba siêu show triệu đô, tinh hoa Việt Nam, sắc màu Venice Once cùng hàng trăm lễ hội đa nhạc hội hoành tráng diễn ra suốt 365 ngày trong năm. Đây là lý do hấp dẫn hàng triệu du khách khắp nơi ghé thăm và quay lại Bắc Đảo Ngọc nhiều lần.